10 tác phẩm sẽ không ra trong tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2019. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2019, các bạn nên bỏ hẳn 10 tác phẩm này. 1. Thuốc Lỗ Tấn, văn học nước ngoài, khả năng ra 0%. 2. Số phận con người solo khổp, văn học nước ngoài, khả năng ra 0%. 3. Ông già và biển cả Hemingway, văn học nước ngoài, khả năng ra 0%. 4. Chiếc thuyền ngoài xa, đã thi năm 2018, khả năng ra lại thấp. 5. Những đứa con trong gia đình, giáo dục thường xuyên không học, khả năng ra 0%. 6. Đàn guitar của Lơ Ca, giáo dục thường xuyên không học, khả năng ra 0%. 7. Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng, không có kiểu dạng đề nghị luận văn học, khả năng ra 0%. 8. Thông điệp phòng chống AIDS, không có kiểu dạng đề nghị luận văn học, khả năng ra 0%. 9. Tiếng hát con tàu, đọc thêm chỉ để tham khảo. 10. Một người Hà Nội, đất nước, v.v. đọc thêm chỉ để tham khảo. Ôn kỹ các tác phẩm còn lại, đặc biệt các tác phẩm có dấu sao. 1. Tây Tiến sao. 2. Việt Bắc sao. 3. Sóng sao. 4. Vợ chồng A Phủ sao. 5. Rừng Xà Nu. 6. Người lái đò sông Đà sao. 7. Ai đã đặt tên cho dòng sông sao. 8. Hồn Chương Ba ra hàng thịt sao. 9. Tuyên ngôn độc lập. 10. Vợ Nhặt. 11. Đất nước sao.